cái này, vào cái này này. Đây, bây giờ mình lắp ngược lại thành robot cho bạn nghe biết thế nào. Đây, đúng không? Đây, đúng không? Đây đúng không? Tự làm ngược lại nhá. Cái này là cái khó này. Cái này nghĩ ra là cái khó nhất này. Đó, ban đầu nó là như này. Đây là bản gốc của nó đây. Vừa rồi là mình lắp thành ô tô. Ok.